Công Phượng chưa hài lòng dù ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng tự nhận chưa hài lòng với màn thể hiện của bản thân và xem bàn mở tỷ số anh ghi ở trận thắng Palestine 2 không là thành quả của tập thể. Trên sân Thiên Trường tối ngày 11 tháng 9, Công Phượng vào sân đầu hiệp 2 và chỉ mất 16 phút để lập công. Anh phá bẫy Việt vị, phát xuống nhận đường truyền của Hoàng Đức, cầu thủ được xếp đá tiền đạo cắm ở hiệp 1, bấm bóng qua người thủ môn của Palestine mở tỷ số. Kết quả 2 không được ấn định ở phút 78 khi Văn Toàn dùng tốc độ thoát xuống bên cánh phải, truyền ngang cho Tuấn Hải thoải mái đệm bóng vào lưới trống. Với bàn mở tỷ số, Công Phượng giải cơn khát ghi bàn của riêng anh ở tuyển Việt Nam từ tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, tiền đạo hiện thuộc biên chế Yokohama từ chối nhận công lao về bản thân. Nhiệm vụ của tiền đạo là ghi bàn. Tôi rất vui khi ghi bàn, đóng góp cho toàn đội. Mỗi trận đấu tôi đều nỗ lực hết sức mình. Nhưng bàn thắng là nỗ lực của tập thể. Cả đội đã rất nỗ lực. Còn về bản thân, tôi chưa hài lòng với những gì thể hiện hôm nay, anh nói sau trận. Công Phượng không cho rằng đối thủ Palestine quá yếu so với Việt Nam hôm nay. Với tôi, trong bóng đá, cơ hội cho hai đội luôn là 50-50. Các đội bóng Tây Á có thể hình, thể lực tốt. Nhưng Việt Nam cũng có thế mạnh riêng. Nay hai đội ngang tầm, anh nói thêm. Công Phượng cũng gửi lời cảm ơn khán giả đã đồng hành cổ vũ cho đội. Anh hứa sẽ cùng đồng đội nỗ lực trong từng trận đấu. Công Phượng và Văn Toàn hiện đang gặp khó ở câu lạc bộ, dự bị dài hạn tại Yokohama và Seoul Elen. Tuy nhiên, bộ đôi này vẫn được huấn luyện viên Chu-si triệu tập vào đội tuyển và họ đền đáp huấn luyện viên người Pháp bằng một bàn thắng và một pha kiến tạo khi vào sân ở hiệp 2 trong trận tiếp đón Palestine. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.